CS300 là sản phẩm đai cổ thế hệ mới của hãng Disruptor Hàn Quốc. Đã xuất hiện ở Việt Nam hơn 8 năm nay, Disruptor CS300 mang lại sự tiện lợi, hiệu quả cho khách hàng ngay tại nhà hoặc cơ quan. Khi đai được bơm hơi lên sẽ giúp tăng khoảng cách giữa các đốt sống cổ, giúp giảm chèn ép lên các dây thần kinh, hỗ trợ giảm đau nhanh và có tác dụng lâu dài. Xin chào các bạn, hiện nay việc điều trị đau mỏi vai gáy do thoát vị đĩa đệm hay thoái hóa cột sống bằng đai kéo giãn đang dần trở nên phổ biến đối với mọi người. Một sản phẩm hiệu quả đang được rất nhiều các chuyên gia và các bác sĩ ở các bệnh viện lớn tin dùng đó chính là sản phẩm đai kéo giãn cột sống cổ Disruptor CS300, một sản phẩm đến từ Hàn Quốc. CS300 là sản phẩm đai cổ thế hệ mới của hãng Disruptor Hàn Quốc. Đã xuất hiện ở Việt Nam hơn 8 năm nay, Disruptor CS300 mang lại sự tiện lợi, hiệu quả cho khách hàng ngay tại nhà hoặc cơ quan. Khi đai được bơm hơi lên sẽ giúp tăng khoảng cách giữa các đốt sống cổ, giúp giảm chèn ép lên các dây thần kinh, hỗ trợ giảm đau nhanh và có tác dụng lâu dài. Khác với các phương pháp thông thường vốn chỉ hỗ trợ điều trị về mặt triệu chứng, đai cổ Disruptor CS300 tác động trực tiếp vào bản chất của vấn đề gây đau cổ, đó là do chèn ép dây thần kinh và các tổ chức xương bị tổn thương bằng cách kéo giãn các vùng đau cổ, giảm bớt áp lực thường xuyên lên các khu vực này. Việc sử dụng Disruptor CS300 vô cùng đơn giản. Trước tiên, chúng ta cố định một bên của đai với miếng nước cằm. Sau đó, đeo đai vòng qua cổ rồi cố định bên còn lại. Lưu ý, điều chỉnh phần đỡ cằm và phần đai sao cho ôm sát vào cổ và cân đối hai bên. Tiếp theo, bạn gắn bơm vào đầu van ở trên đai. Sau đó, bơm một lượng hơi khoảng 10 đến 12 PSI là vừa đủ. Sau khi bơm xong, bạn tháo bơm ra và bắt đầu sử dụng. Bạn nên sử dụng sản phẩm Disruptor CS300 từ 2 đến 3 lần một ngày, mỗi lần từ 15 đến 30 phút để đai phát huy tối đa hiệu quả. Disruptor CS300 có tác dụng trong các trường hợp bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống cổ, bệnh nhân bị phồng đĩa đệm, xẹp đĩa đệm, hẹp khe đốt sống cổ, đau dây thần kinh cánh tay, vai, đau mỏi cổ do học tập, làm việc sai tư thế, có biểu hiện thoái hóa đốt sống cổ và cần sử dụng các biện pháp phòng ngừa. Một bộ sản phẩm Disruptor CS300 đầy đủ sẽ bao gồm một đai kéo giãn Disruptor CS300, một miếng đỡ cằm, một bơm hơi, sách hướng dẫn tiếng Anh, sách hướng dẫn tiếng Việt và phiếu bảo hành. Đai kéo giãn Disruptor CS300 là sản phẩm phù hợp với những người cần lực kéo giãn vừa phải. Với những người bị đau nặng cần lực kéo giãn mạnh, các bạn có thể tham khảo thêm sản phẩm Disruptor CS500 bản nâng cấp với lực kéo giãn mạnh hơn. Mình sẽ làm riêng một video về Disruptor CS500 để giới thiệu tới các bạn. Tất cả các sản phẩm của Disruptor sẽ được bảo hành một đổi một trong vòng 12 tháng nếu có lỗi do nhà sản xuất. Disruptor đã có mặt ở Việt Nam hơn 8 năm nay và đã được hàng chục ngàn khách hàng tại Việt Nam tin tưởng và sử dụng. Hiện nay, Disruptor đang có chương trình miễn phí giao hàng và thanh toán tận nơi trên toàn quốc. Hoặc các bạn có thể qua trực tiếp văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 50 đại lý trên toàn quốc để mua và dùng thử sản phẩm. Thông tin chi tiết về sản phẩm các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại 0969 685 333 để được hỗ trợ trực tiếp. Video giới thiệu về sản phẩm Disruptor CS300 của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ hotline 0969 685 333, website disruptor.vn.